Quý vị và các bạn đang theo dõi Chuyển động 360, nơi cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trong ngày. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung đang được quan tâm. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn hội đàm với Ngoại trưởng Nga. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hội đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hôm nay trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam. Tôi vui mừng khi một lần nữa được đến đây. Việt Nam là đối tác quan trọng của Nga trong khối ASEAN. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói trước cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tại Hà Nội hôm nay. Ngoại trưởng Nga Lavrov thăm Việt Nam vào ngày 5 và 6 tháng 7 theo lời mời của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn. Chuyến thăm diễn ra trong thời điểm Việt Nam và Nga đánh dấu 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Việt Nam và Nga thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1950, sau đó quyết định nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược vào năm 2001. 11 năm sau, hai nước trở thành đối tác chiến lược toàn diện. Quan hệ giữa hai nước được tăng cường thông qua trao đổi các phái đoàn và những cuộc gặp song phương ở mọi cấp. Kim ngạch thương mại song phương năm 2021 đạt 7,1 tỷ đô la Mỹ, kim ngạch thương mại hai chiều 4 tháng đầu năm nay đạt 1,59 tỷ đô la Mỹ, giảm gần 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại Việt Nam, Nga có 151 dự án với tổng số vốn đầu tư hơn 950 triệu đô la Mỹ. Trong chuyến thăm chính thức Nga từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 năm 2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin ra tuyên bố chung về tầm nhìn quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Nga đến năm 2030 nhằm định hướng hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.